Còn bây giờ, Quốc Thái và Khánh Huyền mời quý vị cùng đến với chuyên mục Món Ngon. Khánh Huyền này, mặc dù là Quốc Thái cũng hay kiêng ăn, bởi vậy Quốc Thái tránh ăn những thức ăn có tinh bột, nhưng mà lâu lâu vẫn thèm các món ăn Việt Nam như là phở, nè, hủ tiếu. Nhưng mà đó mà không ăn tinh bột thì lại còn ăn cái gì được nữa. Đúng rồi, các món Tây thì cũng thèm những món mì Ý lắm, hoặc là pasta. Những cái món ăn đó nó rất là, gọi sao ta, rất là kích thích. Mỗi khi chúng ta nghe mùi là chúng ta phải ăn liền, chứ chúng ta không thể nào kiêng được. Sao giống nhau quá ta. Cũng cần phải giữ cân thế nhưng mà cũng vẫn thèm ăn. Mà Thái biết không, Huyền chia sẻ một chút cái việc của Huyền nha. Huyền mặc dù là cũng kiêng tinh bột như Thái, nhưng mà mỗi một lần mà ăn món mì Ý đó, không hiểu sao rất thích cái vị sốt kem. Nó béo béo, ngon ngon mà trời ơi, vào miệng lắm đó. Rất là ngon đúng không? Quốc Thái mới học hỏi được món ăn này nhưng mà không biết là có chế biến được hay không. Thôi thì chắc là phải nhờ Khánh Huyền làm người thử mới được. Huyền sẵn sàng. Món gì đó? Món này cũng là món Ý luôn. Mang tên là nuôi Ý xào gà sốt kem. Trời ơi, đúng là sở thích của Huyền rồi. Bây giờ Thái bày cho Huyền nấu luôn ha. Nào, chúng ta cùng vào bếp nha. Nước sốt kem dùng kèm với mì ống được chế biến rất khác nhau, nhưng thành phần chính được sử dụng vẫn là phô mai và kem sữa. Nuôi Ý xào gà sốt kem khá nổi tiếng với sự hòa quyện giữa hương vị đặc trưng của thịt gà với vị béo ngậy của kem tươi và phô mai, tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời mà thực khách khó lòng cưỡng lại. Món nuôi Ý xào gà sốt kem của chúng ta nguyên liệu gồm có nè, 300g phi lê gà, sữa tươi, đây là kem tươi, phô mai, bơ, đây là rau húng lủi, hành tây, tỏi băm, dầu ô liu, khoảng 100g nấm rơm. Và không thể thiếu chắc chắn đó là nuôi. Còn bây giờ Quốc Thái sẽ nhờ Khánh Huyền băm hành tây ra giùm Quốc Thái, cắt ra hộp nhỏ lũi. Phải không? Đúng rồi. Rồi, để Huyền làm nha. Rồi, trong lúc đó thì Quốc Thái sẽ đi luộc nuôi. Chúng ta dùng đũa để chúng ta quậy lên một tí để cho nuôi chúng ta không bị dính dưới đáy nồi hoặc là dính với nhau. Đây, hành tây Huyền đã sắp xong rồi nha. Rồi, cảm ơn Khánh Huyền. Bây giờ Quốc Thái sẽ tiến hành chúng ta xào hành tây với lại nấm. Đây. Nấm thì Khánh Huyền cắt đôi giùm Quốc Thái luôn. Nấm này khi đi chợ về thì chúng ta phải rửa sạch, có khi phải ngâm nước muối đúng không Thái? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ Quốc Thái nhờ Khánh Huyền cắt phi lê gà ra. Đây. Một miếng bề dày khoảng 3 cm. Rồi. Cắt mỏng ra nha. Đúng rồi. Trong lúc Khánh Huyền sắc gà thì Quốc Thái sẽ tiến hành xào nấm với lại hành tây. Rất là thơm phải không Khánh Huyền? Quốc Thái thấy là nấm chúng ta cũng đã chín rồi thì chúng ta cho hành tây vô, nêm một chút muối. Huyền thấy mùi thơm nó dậy lên chưa nè? Rất là thơm rồi. Rồi bây giờ Quốc Thái sẽ bắt xuống, chúng ta sẽ cho ra một cái tô. Tiếp tục là chúng ta sẽ xào tới gà, chúng ta cho dầu ô liu vào và phải chừa lại một ít để lát nữa chúng ta xóc nuôi cho vừa đẹp nè, vừa không dính nhau. Chúng ta cho tỏi vào phi. Chúng ta cho gà vào. Nếu mà nuôi đã mềm rồi thì Khánh Huyền tắt bếp dùng Quốc Thái nha. Quốc Thái thấy là gà chúng ta đã chín rồi. Chúng ta nêm một ít muối, một ít tiêu. Sau đó thì chúng ta cho cái phần nấm mà chúng ta đã xào vào. Thì Quốc Thái sẽ cho kem tươi và sữa tươi vào. Chắc là nuôi mình phải cho ra đĩa trước đúng không Thái? Đúng rồi. Khánh Huyền làm giùm Quốc Thái nha. Rồi, chúng ta sẽ để cho nó sạch sạch lại một chút thì chúng ta bắt xuống. Như vậy là được chưa Thái? Thì rồi, nó sệt sệt rồi đó. Quốc Thái thấy được rồi. Bây giờ để Huyền múc ra nha. Rồi. Thơm quá.
Về phô mai thì Khánh Huyền có thể dùng phô mai như thế này, hoặc là chúng ta có thể dùng phô mai bột á, gạt bột, giống như là chúng ta ăn mì Ý vậy đó. Đúng rồi. Đi. Mời Khánh Huyền. Nha. Rồi. Rồi. Béo béo, bùi bùi, ngậy ngậy. Cũng vừa ăn, đúng được không? Được phải không? Được. Hy vọng là lần sau mình sẽ được điểm 10 đúng không? Buổi trưa thì Quốc Thái đề nghị chúng ta ăn món này luôn đi ha. Đúng rồi. Còn buổi chiều thì chúng ta lại quay trở lại với bữa cơm gia đình, gồm có 3 món: đậu hũ chiên, tôm diêm và canh xà lách son nấu với thịt bằm.